Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, từ ngày 1 tháng 8, Đà Nẵng áp dụng thẻ QR code mua hàng thiết yếu 3 lần một tuần. Khác với trước đây, người dân không chỉ dùng thẻ QR code vào chợ, mà có thể lựa chọn một trong các địa chỉ mua sắm tại siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại với tần suất 3 lần một tuần. Hiện nguồn cung hàng hóa tại Đà Nẵng khá dồi dào, giá bình ổn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sáng nay tại siêu thị Copmart Đà Nẵng, trước khi vào bên trong siêu thị để mua sắm, tất cả người dân ngồi giãn cách tại các hàng ghế, lần lượt khai báo y tế và quét thẻ QR code, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Theo ghi nhận của chúng tôi, mọi người đều tuân thủ nghiêm các quy định và ý thức giữ khoảng cách nhất định khi mua sắm. Hàng hóa tại siêu thị khá đầy đủ, từ những mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, mì tôm đến thực phẩm tươi sống, cá, thịt, rau, củ quả khá dồi dào. Đồ thì cũng nhiều, đồ mình đứng cái gì thì mua đó cũng nhiều. Dạ, đi cả vài ba ngày mình đi lại cũng được, chứ cũng không có trữ nhiều đâu. Thực tế cho thấy, trước một ngày Đà Nẵng áp dụng chỉ thị 16, một bộ phận người dân lo lắng đổ xô đi mua hàng tích trữ, nhưng ngay sau đó, việc mua sắm hàng hóa trở lại bình thường. Hiện thị trường hàng hóa tại Đà Nẵng khá ổn định, tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng như chợ truyền thống, hàng hóa phong phú. Cái mùa dịch bệnh này thì thấy đi có mát này tôi thấy là nó ổn hơn. Nói chung là vô cổng thì người ta cũng kiểm tra khai báo y tế đầy đủ. Ở đây trong này thì hàng hóa thì nó cũng khá là phong phú. Để hạn chế ra đường và đến nơi đông người, nhiều người dân cũng lựa chọn mua sắm online qua app của các siêu thị. Theo siêu thị Copmart Đà Nẵng, bình quân mỗi ngày đơn vị nhận khoảng 150 đơn hàng. Đơn vị đã tăng cường nhân viên phục vụ. Chỉ cần đơn hàng đặt mua tối thiểu 200.000 đồng sẽ được miễn phí ship trong bán kính 6 km. Và trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi đặt mua, hàng hóa sẽ đến tay người dân. Thì hiện nay cái lượng khách mà đặt qua hàng online chúng tôi tăng gấp 300% lên. Từ cái một ngày chúng tôi chỉ có được 20-30 đơn, thì hiện nay tức là cũng khoảng là 150 đơn hàng ngày. Theo chỉ thị số 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện giãn cách xã hội, người dân được phép ra ngoài đi mua lương thực thực phẩm với tần suất 3 lần một tuần. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố đã có kế hoạch chuẩn bị lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, nâng giá, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân. Đồng thời đề nghị các siêu thị tăng cường giải pháp bán trực tuyến, bán qua điện thoại đặt hàng để phục vụ nhân dân nhằm hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp.